Chào mừng mọi người đã đến với buổi quay thử xổ số miền Nam hôm nay, thứ ba ngày 11 tháng 6 năm 2024. Chúc mọi người một ngày mới phát tài phát lộc. Mọi người xem kênh hãy nhớ like, chia sẻ, đăng ký để ủng hộ cho kênh. Giải 8 Bến Tre 05, giải 8 Vũng Tàu 61, giải 8 Bạc Liêu 23, và bao gồm các giải 7, giải 6, giải 5, giải 4, giải 3, giải 2, giải nhất và giải đặc biệt. Mời mọi người tiếp tục theo dõi buổi quay thử xổ số miền Nam hôm nay.
Giải đặc biệt Bến Tre 477-794, giải đặc biệt Vũng Tàu 531-197, giải đặc biệt Bạc Liêu 376-490. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại trong những buổi quay thử xổ số miền Nam lần sau.